thủ quỹ Nghiêm Thị Hiếu đã chấm dứt ngay bây giờ, và chúng ta sẽ đề cử những cái vị để vào cái ban tân chấp hành mới. Thì tôi xin mời cựu đồng nghiệp Trần Ngọc Vân lên chủ tọa đoàn cùng với lại hai cựu đồng nghiệp Đỗ Anh Tài và Phạm Quân Hồng đây, để chúng ta có một cái ban chấp hành mới. Dạ vâng, xin mời anh Trần Ngọc Vân lên giúp để mà chúng ta làm công việc điều hợp cái cuộc bầu cử ban chấp hành mới. Dạ. Trong khi chờ anh Trần Cảnh Vân lên, Ngọc Vân lên, thì tôi xin đọc một cái statement rất là nhỏ của tôi. Dạ, đại hội thưa quý cựu đồng nghiệp, đại hội khoáng đại của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam tại Hải ngoại hôm nay 14 tháng 3 2015 sắp kết thúc. Phần vụ của tôi, thủ quỹ của hội, cũng chấm dứt kể từ giờ phút này. Sau khi làm kế toán việc chi thu cho buổi họp và tiệc tân niên Ất Mùi hôm nay tại nhà hàng Grand Garden trong 5 ngày, số tiền còn lại trong quỹ hội dưới hai tên cựu đồng nghiệp Lưu Trung Hảo, Phạm Quân Hồng và tôi Nghiêm Thị Hiếu sẽ được đóng lại, và một cashier check sẽ được trao cho tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2017. Tôi xin cảm ơn tất cả các quý cựu đồng nghiệp đã ưu ái, tin tưởng và giúp tôi làm tròn nhiệm vụ thủ quỹ của hội trong 32 năm. Trân trọng. Bây giờ xin tổ đồng nghiệp Nguyễn Đình Cường điều hợp cái việc thì theo lời yêu cầu của ban chủ tọa, xin mời người đồng nghiệp và Trần Ngọc Vân đến giúp. Thì thưa các bậc trưởng thường, bây giờ chúng ta sẽ sau khi đồng ý với cái đó, cái đảng ủy thường trực thì bây giờ tiến hành bầu cử 10 thành viên của ban chấp hành. Tất cả những chủ đồng nghiệp mà ban đại diện giơ tay đó, thì chúng tôi sẽ phát nhưng mà bây giờ là vấn đề là xin ai có ứng cử không? Vâng. Xin quý vị xin anh Cường cho tôi vài lời một chút. Cái sự có mặt của tôi hôm nay tôi thấy nó hơi vô lý, nhưng bà chị Hiếu đã đề nghị cách trực tiếp như vậy, tôi cũng có lý do gì để từ chối. Nhưng vấn đề cho nó chính danh, quý vị có đồng ý không? Nếu quý vị là không đồng ý, xin cứ đưa tay để tôi sẽ trở về chỗ cũ. Xin quý vị có ai không đồng ý mà có những quý vị nào đồng ý xin giơ tay đi rồi cho coi như nào. Nếu mà không có đồng ý, nếu mà quá ít người mà đồng ý thì tôi xin rút lại. Xin anh đừng giận. Không phải giận. Vấn đề nguyên tắc. Anh Cường nên nhớ. Vấn đề nguyên tắc. Chỉ có một mình chị Hiếu đề nghị cho nên cái chuyện nó rất là phi lý. Phải không? Thế mà không có sự đồng ý ngày hôm nay tôi ngồi đến nó kỳ cục lắm á. Và lại có nhiều những cái dị luận. Xin anh có đồng ý không ạ? Xin mời chàng phó tài. Xin cô đồng nghiệp Nguyễn Đình Cường tiếp tục cái việc là thì bây giờ đầu tiên là chúng tôi kêu gọi quý vị ứng cử ạ. Chúng tôi cần một số ứng cử viên trước khi chúng ta đi đến màn đề cử ạ. Về có ai sẵn sàng để ứng cử để vào ban chấp hành? Đây là chúng ta sẽ ứng cử để lấy 10 người, vâng. Anh có ứng cử không ạ? Không có, không có quy mới. Vâng, xin quý vị mang nó ra. Dạ thưa ông, vừa rồi chúng ta đã lấy biểu quyết thông qua cái bản nội quy đã được sửa đổi cập nhật rồi. Vâng, thế thì bây giờ theo cái tinh thần đó, cái ban chấp hành mà chúng ta sắp thành lập đây thì gồm có 5 vị là cái phần thương vụ của chấp hành: chủ tịch, phó chủ tịch, hai phó chủ tịch, thư ký và thủ quỹ. Còn 5 vị nữa là các ủy viên sẽ nhận những các cái phần vụ khác nữa. Nhưng mà bây giờ đây xin đại hội bầu cử, đề cử có thể rất nhiều, ứng cử có thể rất nhiều. Nhưng mà xin chúng ta sẽ lấy cái bầu cử ngày hôm nay đến 10 vị
để các vị đó sẽ phân công phân nhiệm với nhau ai là chủ tịch, ai là phó chủ tịch, vân vân. Thì bây giờ xin quý vị ứng cử hay là đề cử để chúng ta làm những công việc bầu cử được cái 10 vị trong ban chấp hành đó. Dạ, để mời anh Nghĩa lên giúp chúng tôi trong vấn đề ghi danh những vị ứng cử. Dạ, tôi hỏi thứ nhất là có ai đứng, tôi sẽ hỏi 3 lần. Dạ, có quý vị nào ứng cử không ạ? Dạ, có quý vị nào ứng cử để vào trong ban chấp hành? Chúng ta chưa biết chức vụ nào, và khi ban chấp hành xong rồi đó thì các vị ở trong đó sẽ bầu ra một vị chủ tịch của vân vân, thân nhiệt đó là. Lần thứ hai có ai ứng cử không ạ? Có ai ứng cử làm ơn giơ tay và nói to lên cho tôi được biết ạ. Vâng, trong tình thần chúng tôi, hiểu ra lần thứ ba, có vị nào sẵn sàng ứng cử ban chấp hành không ạ? Dạ, vâng, cả ba lần. Bây giờ thì chúng ta có quyền đề cử. Vâng, bây giờ tôi đề nghị rằng là xin quý vị, vâng, cho một cái danh sách đề cử chúng tôi. Chúng ta đề cử, thưa chủ cầu đoàn, chúng ta đề cử bao nhiêu vị ạ? Không phải hơn, bởi vì 10 người là 10 người ở trong ban chấp hành rồi. Thành ra phải đề cử nhiều hơn con số 10 ạ. À, vâng, thầy xin quý vị, cái chương trình bầu cử hôm nay là chút xíu nữa, khi mà có sau khi có danh sách những vị được đề cử thì cái phiếu bầu sẽ được gửi tới quý vị. Cái phiếu bầu này là một phiếu bầu minh danh, và mỗi một cử tri, mỗi người hội viên có quyền đề bầu cử cho tối đa 10 vị ở trong lá phiếu đó. Và những lá phiếu đó thì có thể chỉ có giá trị nếu có từ 1 tới 10 người được đề cử. Chứ nếu mà trên 10 người thì lá phiếu đó là sẽ là lá phiếu bất hợp lệ. Bây giờ chúng tôi xin đặt lại là xin quý vị đề cử cho. Dạ vâng, chúng ta đề cử ạ. Vâng, thưa anh có cái quý danh anh đề cử ạ. Tôi là Phạm Đình Ly ạ. Tôi xin có ý kiến là trong cái hội của chúng ta thì đã là cái hội mở rộng, trong đó các vị giáo chức và những cái đồng nhân phẩm vẫn còn đang đại chức, hay là nhất là ý kiến của tôi nhấn mạnh về vấn đề giới thiệu. Thì thực ra chúng ta là những người mà phải nói chúng ta trước đều những người mà cao tuổi cả rồi, mới hiểu cái đó. Thì bây giờ ý kiến của tôi cũng muốn đề nghị sự khuyên xin cảm ơn anh. Vâng, là người đầu tiên được điều kỷ là cô Diệu Quyên, xin mời. Là có ai đề cử nữa không ạ? Hai vị, một vị tôi đã được làm việc cùng với vị đó, tức là một trong những vị thư ký của chúng ta đây là hai vị ngồi ở bàn chủ tọa đây, thư ký đoàn đây là chị Nguyễn Ngọc Tuyết và chị Phạm Nga Bích Huyền. Có được quyền đề cử thêm không ạ? Thôi, được rồi. Chị sung sướng quá, chị vừa ra từ cái xe trước trưởng thủ quỹ thì chị hoan hỉ quá. Vâng, dạ vâng. Dạ, chị phiếu xin đề cử chị Nguyễn Xuân Lê, dạ vâng. Không, em đề cử được không ạ? Vâng, bây giờ đến rồi, vâng. Chị xin từ từ đã, thì xem người ta ghi tên ạ. Anh ghi, vâng, dạ. Anh ghi nhỏ nhỏ, dạ vâng. Dạ, cho em đề cử được không ạ? Vâng, vâng, dạ. Bây giờ không, bây giờ xin lỗi anh. Dạ. Anh, dạ. Dạ vâng, tôi là Nguyễn Thị Trạng, có một bài. Nguyễn Phương Lê. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, anh Nguyễn Duy Trại đề cử anh Đặng Ngọc Sinh ạ. Tức là người số 5 phải không ạ? Người số 5. Dạ thưa các thầy cô, em xin đề cử giáo sư Vũ Ngọc Mai. Tôi xin đề cử Vâng, bây giờ chị Minh Huyền đề cử chị Minh Phú ạ. Vũ Ngọc Mai chứ phải là Nguyễn ạ. Để có sự liên tục. Áo sử Bích ạ.
tôi xin đề cử Thầy Văn Cường ạ. Một nhà thơ vượt nước Việt Nam đó. Tôi xin đề cử Trần Huy Bích ạ. Thầy Văn Cường vâng. Và anh Trần Nguyễn Đình Cường để có sự liên tục. Với thứ hai là anh Nguyễn Đình Cường ạ. Để sự liên tục đó, xin đề nghị cho anh Nguyễn Đình Cường, xin đề nghị anh Phạm Quân Hồng và anh Đỗ Anh Tài. Thầy Văn Cường gói chưa? Thầy Văn Cường gói chưa? Giáo sư Văn Cường ạ. Văn Cường ạ. Dạ. Ông ghi danh chưa kịp và cũng chưa kịp. À, thế rồi Văn Cường, Văn Cường, chậm chút ạ. Diệu Quyên, cô Diệu Quyên, bạn Trường Trần Nguyễn Ngọc Tuyết, vòng số 2, thứ 3 là Phạm Nga, thứ 4 Vũ Ngọc Mai, thứ 5 Nguyễn Đình Cường, thứ 6 Văn Tường, thứ 7 Phạm Quân Hồng. Ông quên thứ 4 là Nguyễn Phương Lê. Có ra về thì xem là xuống dưới cũng không chào ạ. À, vâng, thiếu tên cô Nguyễn Phương Lê là anh ấy hơi quýnh rồi đấy. Ông Sư Kỳ. Và thiếu tên anh Đặng Ngọc Sinh nữa là Nguyễn Phương Lê và Đặng Ngọc Sinh mà nãy nó nói là thiếu ạ. Dạ vâng. Dạ có Nguyễn Phương Lê vâng. Dạ. Lê Minh Phú. Nguyễn Phương Lê dạ. Vâng anh Tài xin ghi lại để giúp cho ông Lê Minh Phú. Và Trần Huy Bích ạ. Đỗ Anh Tài ạ. Đỗ Anh Tài ạ, dạ vâng. Dạ. Phạm Quân Hồng với ạ, Đỗ Anh Tài rồi, vâng dạ. Đủ chiến thắng ạ, dạ đủ rồi. Dạ có ai đề cử nữa không ạ? Dạ rồi. Dạ, chị Ngọc Lan trước, vâng chị Ngọc Lan đi. Dạ tôi chị. Tôi đề cử anh Phạm Ngọc Quế. À, không. Thôi anh cứ để đó đi anh. Không. Anh cứ để đó đi tính sau. Dạ vâng. Dạ có ai để văn văn để có ai ở bên này? Chị nói to lên chị nói. Dạ, thế còn ai đẹp được không ạ? À? Không còn, còn nữa hả? Sao ạ? Ai muốn đề cử? Vâng, ý muốn đề cử cô Lan Phương đang đứng cạnh người. Dạ, Nghĩa không phải là hội viên. Dạ, Nghĩa là cố vấn. Dạ, xin lỗi Nghĩa, anh là cố vấn pháp luật của hội. Anh không được ạ. Dạ, anh chỉ là cố vấn pháp luật thôi. Dạ. Thì là cái vách là có cô Lan Phương, ai muốn đề nghị cô vừa là cô Lan Phương đứng gần bên cạnh. Vâng, thì ai đề cử, cô Lan Phương thì là... Tôi đề cử anh Trần Huy Bích. Rồi, Trần Huy Bích rồi ạ. Có chưa? À, có rồi, vâng ạ. Cô Lan Phương là ai đâu ạ? À? Cô Lan Phương đâu ạ? À? Anh ơi, Đỗ Hữu Tài muốn đề cử cô Lan Phương ạ? À, Đỗ Anh Tài, vâng, Đỗ Anh Tài. Làm ơn cô Lan Phương đâu ạ? À? Tôi không biết cô Lan Phương. À, tức là bà Phạm Việt, vâng, vâng. Dạ. Cô là một giáo chức của các trung tâm Việt ngữ, vâng. Cô Lan Phương thì tôi cũng đồng ý ạ. À. Hôm nay xin nhờ cô vấn đề văn nghệ đấy ạ. Vâng, cô Lan Phương nó đang dẫn một các cháu vào đó. Chúng tôi có một số bạn ngồi ở phía dưới, các con ngồi đi phía dưới thành còn. Dạ mời quý vị có thể ngồi ở phía dưới này ạ, tùy nghi bởi vì có lẽ là nhiều nhà hàng có thể thêm chúng tôi một cái bàn nữa là. Còn nhiều chỗ trống. À, còn nhiều chỗ trống, xin mời tìm chỗ trống. Trong nhà Bích Huyền có một đề cử ạ. Còn mấy người đã được 13 người rồi phải không ạ? Dạ vâng, thì bây giờ là như vậy tức là thằng đồng nghiệp Bích Huyền không biết rõ tên những người đề cử ạ. Vậy
Dạ, đó là Nguyễn Trung Quân ạ. Nguyễn Trung Quân. Dạ. Dạ, thưa đồng nghiệp bà Phạm Ngọc Quế cương quyết từ chối ạ. Vâng, vậy là xin ra đề cử tiếp tục, ai có đề cử đâu xin cho biết ạ. Trước khi bầu cử xin là còn ai có